Hôm nay, Đoàn nghệ nhân dân gian tỉnh Hà Giang xin trân trọng giới thiệu tới toàn thể quý vị một trích đoạn nghi lễ tiêu biểu của dân tộc Dao tỉnh Hà Giang. Đó chính là nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao Tràm, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Kính thưa quý vị, nghi lễ cấp sắc của dân tộc Dao Tràm, huyện Quản Bạ là tập tục cổ truyền có từ xa xưa, được tổ chức vào những ngày tháng cuối năm hay đầu năm. Nghi lễ đặc biệt quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của người con trai Dao nhằm đặt tên mới và công nhận người tụ lễ được chính thức ghi trong dòng họ. Và sau đây, trích đoạn nghi lễ cấp sắc xin phép được bắt đầu. Mở đầu phần nghi lễ, các thầy cúng bắt đầu chuẩn bị làm lễ. Và đi đầu là thầy cúng chính, đi thứ hai là thầy Hạ Nguyên, đi thứ ba là thầy Trung Nguyên, đi thứ tư là thầy Tượng Nguyên và những người phụ lễ. Lúc này, lễ vật đã được gia đình chuẩn bị. Thầy cúng chính mời thầy Hạ Nguyên thắp hương. Sau đó, gia đình lên dâng lễ. Lễ vật gồm gà, rượu, gạo, hương, bánh kẹo. Lúc này, lễ vật đã chuẩn bị xong. Thầy Tượng Nguyên vào phía trong đưa người được cấp sắc ra vị trí để chuẩn bị làm lễ. Thầy cúng bắt đầu bài cúng. Hỡi tổ tiên dòng tộc, hỡi các ông tam thanh, chàng trai này ở nhà nhà yên, ở tròi tròi tốt. Anh ta biết cây ruộng, cấy lúa, trồng mía mía ngọt, trồng chuối chuối xay. Anh ta đã lớn khôn. Nay nhờ tổ tiên dòng tộc, nhờ thần linh thổ địa giúp anh ta có hơi thở mới, có sức sống mới, có tên gọi mới, có bắp thịt mềm dẻo và cứng như cây đinh trên rừng. Của chị cuộc trả tiêu tôi cũng đi làm tàu này của chị có tài nguồn chén của chị đi của chị bán ai thì họ phải đi vòng vào cái trang bồng sao chẳng tinh tổ để chị dòng dòng ngào dòng dầm thế thì nó nhàng buồn làm cái đi chắc bù đi cũng đâu hôm tôi đi đó. Nhờ thần linh giúp anh ta luôn khỏe mạnh, làm ăn không vất vả, mua màng bồi tu, cầu cho mọi việc từ nay đều tốt lành, cho chàng trai này xứng đáng là người đàn ông của dân tộc Dao, biết gánh vác mọi việc của gia đình và của dòng tộc. Ta dân bồng nguồn cầu cái tiếng gồng đào tháo quảnh tráng ngu mì bàn mặt, của chính ngu con tính như thành lành đại mà. Đàn bồng của chính cộng thế chi đã lại phân tài cầu chẳng tư về chúng ta đến trái trái đúng hình cháu quầy đẹp đóng tài thu tài dân bác giờ lào lành đào bị bó dâu. Cổ thế chi đạp tàu này của chính tài nguồn khác nghi gà này các tiêu cộng. Của chính phụ tải phụ nàn đi có dù mệnh dàng có cung phiếu nhân dàng mong lại cái phú đen lẹt đi anh. Lời của thầy cúng như là lời gọi mời các vị thần linh về phù hộ cho mọi người có một sức khỏe tốt, không bị ốm đau, bệnh tật, phù hộ cho mọi người chăn nuôi được nhiều con vật, trồng được nhiều loại cây tốt. Tinh lành, của phía đào tháo quẹm chẳng ngu mì bẩn mặt,
bạn quẻ thầy phú nam giọng thánh cháu lúc vui giang tan tiên cua yon thầy lúc công tác nó tiên bọn này giống bọn tao á của chị bọn anh các điểm chỉ điểm đèn chấm á to tan chẳng bọn cổ đi chúng ta lại có thầy có chẳng chúng ta chúng ta chúng ta có thể quay đẹp tổng thầy nhưng về cả biết thầy các người kiểm chấn bù điểm của nó các chị chúng ta của chị đang đau vì co dù một cổ đi chí của chị à chi à các người đầu cái yên về chẳng đạt giám cổng ổn điện bằng giang có cuốn bọn lại thầy phú chẳng đạt giang nên thế đi các người cũng thành lành ngủ con cũng như thành lành đài mà bạn phải giám cổng cổ xưa nên bao hoa nhân môn bỏ mạng thầy chúng ta đọc năm giảm cháu 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 con sau khi thầy cúng đã cúng xong, hai phủ lễ giúp thầy cúng chuẩn bị các bước tiếp theo của nghi lễ cấp sắc, đó chính là phần cúng thắp đèn. Thầy cúng chính đi vào phía trong, sau đó phủ lễ trao ngọn đèn thứ nhất cho thầy đầu tiên. Thầy thứ nhất bắt đầu cúng tương ứng với ngọn đèn thứ nhất. Thôi cô phần phê đều ngọn đèn thứ nhất là thầy mặc y màu xanh. Đây là thầy Hà Nguyên thắp đèn Hà, còn gọi là Hà Nguyên. Sống tốt đời đẹp đạo, dẫn dắt cho chàng trai phải đi những con đường đúng đắn, sống phải có hiếu với bố mẹ, ông bà và có ích cho xã hội. Ôi à, già nhồn à, kéo chơi